Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 1 năm 2022 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, hàng đang nụ để cô chú anh chị lựa chọn cho mình những giò hoa chơi Tết chơi xuân này ạ. Và ngoài ra thì thêm rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm. Đang tầm mùa ghép tuyệt vời luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam thì để đảm bảo hành trình cho đơn hàng, bên em có thể gửi chuyển phát nhanh thì cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20.000 cho một đơn hàng. Cũng mong cô chú anh chị hết sức là thông cảm nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng hàng mà hiện tại đang nụ cực kỳ là xinh, cái mặt hàng kg hàng rừng, dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Đấy, đang nhú nụ ra như vậy nhá. Nên là thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò hoa chơi xuân, những cái chùm hoa vàng rực rỡ trong cái thời gian xuân này. Đây này cô chú anh chị này. Đó, đang nhú nụ cực kỳ là xinh như thế này đấy ạ. Và em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg trở lên để cô chú anh chị sưu tầm. Đó, với 0,3 thì cô chú anh chị có một giò lan kim điệp xuân vàng rực rỡ để thưởng thức rồi đấy ạ. Thầm rất là tuyệt vời. Và sang bên này đây thì em có cái dòng long tu xuân thân căng mướt như vậy này. Hàng cũng đang chờ đợi cho một mùa hoa xuân và một mùa mầm mới ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg dòng long tu xuân này nhá. Và sang bên này đây là em có dòng đai châu rừng bắc trụ. Hàng cây không lỗi lá, tuy nhiên thì nụ thì có lỗi. Tức là nụ này thì gần như là mình sẽ không được chơi hoa Tết và chắc là chờ đợi cho một mùa hoa sau thôi. Đó, thì cái dòng lan này đai châu rừng cô chú anh chị nhé, đai châu rừng ạ. Một số cây thì vẫn còn nụ nhưng mà nụ như nhỏ, và có một số cây nụ lớn thì nó cũng hỏng nụ như thế này. Nên là cái hàng này á, em sẽ bán với giá chỉ có 340.000 cho 1 kg thôi. Hàng không lỗi lá, đẹp tuyệt vời như thế này ạ. Còn bên này là dòng đai châu Thái này cô chú anh chị này. Đai châu Thái thì hàng lại nụ rất là đẹp luôn. Đó, nụ rất là đẹp luôn nhưng mà đáng tiếc là hơi có phần lỗi lá. Nên cái hàng này, hàng châu Thái này ạ, cô chú anh chị được ngắm hoa, một cây giống, đảm bảo cây giống, hơi có lỗi lá nhẹ, em bán với giá chỉ có 300.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé, dòng châu Thái. Còn dòng châu ở đây thì cô chú anh chị thấy là cây rất là nhiều cặp lá và đẹp như thế này này. Đó, hàng bản lá xếp rụt, lá ngắn rất là tuyệt luôn đấy ạ. Tuy nhiên thì có nụ thì lại không được đảm bảo về cái nụ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng. Hàng cây cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ nhá cô chú anh chị nhá. Dòng lan nhất điểm hồng ạ, xanh mướt như vậy này. Nhất điểm hồng em xin phép được bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là dòng lan hoàng thảo ý ngọc. Cây ý ngọc thời điểm bây giờ em thấy là cũng đang bắt đầu là lên mầm gốc này. Đang bắt đầu là lên mầm gốc rồi. Đó, và nụ thì cũng đang chuẩn bị là bật mầm nụ luôn rồi đấy ạ. Nên là cô chú anh chị lấy bây giờ thì cô chú anh chị sẽ được ngắm những cái dòng lan, những cái giò lan cực kỳ là sai hoa, trắng nuột nà luôn đấy ạ. Em bán cái dòng lan này thân căng mướt luôn như vậy với giá ý ngọc 180.000 cho 1 kg. Và sang bên này sẽ là hoàng thảo lụa vàng, thân cũng căng mướt như vậy này. Đó, nói chung là bây giờ là chuẩn bị sang xuân rồi, nên là những cái cây lan tầm bây giờ cô chú anh chị ghép là tuyệt vời luôn. Chuỗi ngọc em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc 200.000. Và bên này đây thì em có cái dòng lan này. Dòng lan này là cái dòng lan mạc xuân với những cái bông hoa rất là thơm nè. Cây ngắn vừa và cô chú anh chị lên giò sẽ rất là xinh. Mạc xuân em bán là 100.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Dòng lan mạc xuân ạ. Và bên này là dòng lan hải yến với sắc tím vô cùng là ngọt ngào luôn. Dòng lan hải yến ạ. Hải yến em bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Hàng sẽ nở hoa vào tầm tháng 4, tháng 5.
Thì cái tầm bây giờ là khi mà cô chú anh chị ghép là sang xuân nó sẽ bắt đầu là bắn những cái rễ non mới cô chú anh chị nhé. Và sang mùa là sẽ cho cô chú anh chị được thưởng những bông hoa sắc tím rất là tuyệt vời của nó ạ. 140.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài Henry này cô chú anh chị này. Một trong những dòng lan hài mà có bông hoa cánh hoa rất là dày với những hình dáng mang chiếc dày, mang hình dáng của những chiếc hài màu tím đỏ và hoa rất là dày bông, bông hoa to nhé. Thân cây thì nhỏ bé nhưng bông hoa to sắc tím hồng cực kỳ là đẹp như vậy đấy ạ. Và một cái cân 1 kg nhé, em bán với giá là 150.000, em sẽ bán từ 0,3 kg thoải mái cô chú anh chị sưu tầm luôn đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có 2 kg hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái hàng này thì nói chung là chỉ là để cô chú anh chị làm hàng giống thôi. Bình thường em bán trên 200.000 cho 1 kg đấy ạ. Thì cái hàng này chỉ là để làm giống thôi cô chú anh chị này. Hàng thân ngắn mà nó cũng có những cái mầm như thế này nhá. Và một lô như vậy em bán với giá là thanh lý. Thanh lý giá phải nói là gọi như là cô chú anh chị về ghép giúp thôi. Về thử ghép dòng u lồi này thôi. Với giá là 50.000 cho một cái lô hoàng thảo u lồi như thế này. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều cây giống luôn cô chú anh chị nhá. Đó. Và bên này đây là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Hàng thì thời điểm bây giờ đang nụ này, cũng đang lên mầm chi chít xanh xanh mướt như vậy này cô chú anh chị này, đang bắt đầu là lên mầm nụ nhá. Nói chung là đây đang có nụ như vậy và cũng đang lên mầm gốc ạ. Cái hàng này là một trong những cái dòng mặt bông rất là đẹp, 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhá, 5 cánh trắng họng hồng. Thì một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như vậy là một thân hàng cây đang nụ xanh như vậy và nó là hàng chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Trước đây một thân như vậy cô chú anh chị thấy là một năm ngoái thôi, năm kia thôi, giá là 300.000 cho một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như vậy. Và sang bên này đây sẽ là giả hạc chớp Mỹ, hàng siêu nụ đây cô chú anh chị này. Nụ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đấy ạ, giả hạc chớp Mỹ ạ. Với những cái bông hoa tím chớp, bông hoa rất là to. Đấy, nụ sai chi chít đều tăm tắp tuyệt vời như vậy. Em bán giả hạc chớp Mỹ này với giá là 110.000 cho một chậu một thân. Chiều cao của nó sẽ cao khoảng tầm 55-60 cm trở lên. Còn cái hàng này á, phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá. Em xin nói là nó cao khoảng tầm 45-50 cm thôi cô chú anh chị nhá. Và cây thì cũng đang nụ rất là đẹp và đang lên mầm. Nói chung đảm bảo cây giống cũng như là cô chú anh chị được thưởng thức những cái bông hoa của dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, rất là đẹp của nó ạ. Và bên này đây sẽ là dòng giả hạc Di Linh Xuân. Thì cô chú anh chị biết rồi, giả hạc Di Linh Xuân là một trong những cái dòng điệp mà hoa của nó nở đúng vào thời điểm Tết. Cây này là cái hàng mà người ta đã cắt ươm ki nhiều năm. Đấy. Hiện tại thì cây đang nhú nụ như thế này. Em bán một cái chậu giả hạc Di Linh Xuân như thế này với giá là 90.000 cho một chậu giả hạc Di Linh Xuân cô chú anh chị nhé. Nói chung là những cái người yêu lan, chơi lan thì em nghĩ rằng là ai cũng muốn được ngắm những cái bông hoa, nhất là những cái bông phi điệp nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Những cái cây giả hạc Di Linh Xuân này, đó, cây đang nụ rất là xinh như thế này. Giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi. Và bên này đây là những cái chậu sơn thủy tiên to đùng luôn cô chú anh chị này. Dạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái chậu sơn thủy tiên nặng chịu tay, giả hành to bự chẳng, căng mướt luôn. Hiện tại một số cây đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ rồi. Chắc chắn với những giò lan như vậy cô chú anh chị được ngắm thân lá cũng như có một cái mùa vàng tuyệt vời luôn cho cô chú anh chị. Em bán một chậu sơn thủy tiên như vậy với giá chỉ có 150.000 cho một 240 chứ cho một chậu sơn thủy tiên như thế này nhá. Hàng thì có nhiều, thoải mái cô chú anh chị mình lựa chọn. Và đặc biệt là hôm nay thì em có một cái dọc lan mới cập bến, đó là hoàng thảo chuỗi ngọc. Một cái dòng hàng phải nói là đáng ngắm từ thân lá trở đi. Đáng ngắm từ thân lá trở đi mà hoa của nó thì vô cùng là rực rỡ. Cái giả hành này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái thắt dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này với cái thân thắt đốt và sáng bóng rất là đẹp như thế này đấy ạ. Và không chỉ đẹp về cái thân mà cái sắc hoa của nó thì phải nói là vô cùng là rực rỡ và cực kỳ là bền hoa. Đấy, một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc của lô hàng hôm nay về rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5-6 cái thân hoa trở lên. Chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc ngắm đã mắt cho mùa xuân tới này. Em khẳng định như vậy, cực kỳ là đẹp nhá. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy thôi ạ. Nếu mà chậu nào mà nó nhiều thân này, chậu này nhiều thân này thì nó sẽ ngắn hơn một chút xíu. Đó, còn chậu nào mà ít thân ấy thì thân nó sẽ to và mập hơn cô chú anh chị nhé. Nhưng kể cả thân ngắn hay thân dài cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em là mình sẽ có một cái giò lan chơi hoa rất là đẹp. Đây như cây này hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ rồi này. Đây cô chú anh chị nhìn này.
Đó, như cây này đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Thế em quay sẽ quay gần cho cô chú anh chị. Đây ạ. Đây nhá, đang bắt đầu là sưng mắt nụ luôn rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị yên tâm luôn là mình sẽ có một mùa hoa tuyệt vời để mà cô chú anh chị thưởng thức luôn đấy ạ. Cây đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ hết rồi. Rất là đẹp luôn, với giá chỉ có 180 cho một chậu nhá. Còn bên này sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Hàng thân mầm, thân căng mướt và rất là nhiều thân để cô chú anh chị ngắm hoa ở mùa xuân tới này như vậy đấy ạ. Em bán một chậu đen đô xuân này với giá là 190.000 cho một chậu đen đô xuân nhá cô chú anh chị nhá. Thân căng cực kỳ là đẹp luôn, hàng này hàng trồng thuần của Việt Nam ạ. Vậy nên bên này đây sẽ là những cái bảng dáng hương tam bảo sắc, mỗi một bảng như vậy nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cái đầu ngọn trở lên. Em bán một bảng như vậy với giá là 180.000 cho một bảng tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby này. Vũ nữ Sô-cô-la Baby. Hàng này thì em nhập về để bán hàng Tết ấy. Tuy nhiên thì cái nụ hoa của nó cao này, rất là cao như vậy nên là chỉ cần vướng một chút xíu thôi là nó đã bị gãy mà hỏng nụ rồi ạ. Bình thường thì cái hàng này là em bán với giá là 180 cho một chậu nhá. Hàng này bị hỏng nụ này, chắc là cũng còn có vài nụ để cô chú anh chị được ngắm hoa ấy, như chậu này này. Thì em bán cái chậu như vậy để cô chú anh chị làm giống. Nói chung là nó nở hoa quanh năm, cô chú anh chị mình yên tâm luôn. Với giá là 180.000 cho một chậu nhá. Cô chú à đâu, 140 ạ. Hàng hôm nay là 140. Đó, những cái chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby rất là đẹp luôn. Và bên này là em có một cái chậu đen đô xuân mà hiện tại thì em thấy đang có mầm nụ rất là nhiều luôn rồi và hàng thì có phần là hơi rụng lá này cô chú anh chị này. Đó, những cái mắt sưng mắt nụ rất là nhiều như thế này này. Và em bán cái chậu đen đô xuân này với giá là 200 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu rời đấy ạ. Và một cái chậu địa lan màu vàng trứng họng đỏ rất là đẹp luôn. Cái chậu địa lan này có 5 cần hoa như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa Tết cũng như là lấy về làm giống này rất là đẹp luôn. Em bán chậu địa lan Sato này duy nhất chậu hôm nay với giá là 380.000 cho một chậu ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan siêu nụ đẹp với cái giá vô cùng là yêu thương. Để cô chú anh chị lựa chọn cho mình những giò lan đẹp một cách xuất sắc mà giá yêu thương để thưởng thức cho những cái ngày Tết cũng như là xuân tới này cô chú anh chị nhé. Những cái giò lan nụ đều tăm tắp mà giá vô cùng là yêu thương ở đây ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một này. Trước tiên thì em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây hài cảnh. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu và yêu thích cái dòng lan hài thì cô chú anh chị chắc chắn là biết cái dòng lan hài cảnh này là một trong những cái dòng lan hài mà bất kỳ một người chơi lan nào cũng đều muốn sở hữu nó. Cô chú anh chị này, đấy, trước đây thì nói chung là đa số nhiều nơi hiện tại người ta bán mỗi một cây khoảng tầm 200.000. Đó, giá phải nói là siêu đắt đỏ. Tuy nhiên thì cái hàng của bọn em thì nhập trực tiếp được ở gọi là đầu mối nên là cái giá thì em bán cũng gọi là giá giao lưu và cũng lấy công nó không có quá nhiều nên là cô chú anh chị cứ yên tâm là mình sẽ được những giò hài cảnh sưu tầm trồng thử với giá rất là rẻ. Đây em có một cái hình số 1 này, một cái dề hài cảnh rất là đẹp luôn này. Đó, thêm hai cái cây rời này nữa này. Cây rời này, cây này đang mèo nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó đây ạ. Hai cây này hình như đang mèo nụ hết đấy. Rất là đẹp luôn. Và cái hình hài cảnh này thì em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá, chú anh chị nhá. 200.000. Cô chú anh chị có thể ghép được một chậu quá xinh hoặc là làm hai chậu luôn mà đang có cây mèo nụ rất là khỏe, rất là đẹp như vậy. Là hình số 1 ạ. Và tiếp theo sang bên này là hình số 2. Hình này thì em thấy là cũng đang có một cây mèo nụ này, cũng có một dề với cả hai cây rời, hình như là cũng có vài cây nó đang mèo nụ đấy cô chú anh chị. Cái hình này em bán với giá là 150.000 cho cái lô hài cảnh này. Cây này lá tròn xoe rất là xinh luôn này. Đấy, cây này đang mèo nụ hay sao ấy. Và tiếp theo là cái hình số 3 này. Hình số 3 này có một dề với cả 4 cây cô chú anh chị nhá. Một dề với 4 cây rời ở đây ạ. Cái hình này em xin phép bán 150.000. Đấy cô chú anh chị thấy là số tiền nó không quá lớn ạ. Và cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò lan, những cây hài cảnh mà bao nhiêu người người ta mơ ước hoặc muốn sưu tầm nhá. Có thể là nhiều người người ta cũng muốn sưu tầm. Nhưng mà gặp lại có thể là người ta không tìm được cái mối rẻ. Nên là người ta vẫn có sẽ mua với những cái giá rất là đắt đỏ luôn. Hình tiếp theo là hình số 3. Em có một dề hài cảnh này có 3 cây, hình như cây này cũng đang mèo nụ này. Thêm 3 cây rời này nữa, cây này lá tròn rất là đẹp luôn. Cái hình hài cảnh này em bán với giá là 160.000 nhá, cho cái hình hài cảnh số 4 ạ. Hình hài cảnh số 5, cái lô hài cảnh này em có tất cả là 5 cây ạ, 5 cây hay 6 cây gì đó này, 1 2 3 4 5 cây. Em bán 150.000 ạ. Đấy, mỗi một cây hài cảnh có 30.000 nhá. Tiếp theo hình số 6. Hình này thì em cũng bán với giá là 150.000.
hình số 6. Đấy, cái lô hài cảnh số 6. Và lô hài cảnh số 7 có 1 2 3 4 5 cây. 5 cây hài cảnh ở đây em bán với giá chỉ 130.000 thôi cô chú anh chị này. Nói chung là tùy từng hình thì em sẽ bán cái giá nó gọi là hợp lý, cân đối giữa các hình. Hình hài cảnh này cũng đang nụ, cây đang nụ rất là xinh luôn này. Đó, đây ạ, mèo nụ nhá. Hình này cũng có mấy cây đang mèo nụ rất là xinh này. Đấy, hình hài cảnh này em xin phép được bán với giá là 140 này. Hình hài cảnh này có 4 cây ạ. 140 nhá cô chú anh chị nhá. À, sang bên này đây sẽ là những cái hình đai châu rừng bóc trụ. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là hàng theo hình này được này. Đấy, hình này có 3 cây châu đẹp như vậy đấy ạ. Cây này thì em thấy đang vài nụ này, 3 cây châu đẹp như vậy. Em bán với giá là 220.000 cho hình số 1 nhá. À, hình số 9 nhá, hình số 10. Hình số 10 này thì có tổng tất cả là 3 cây châu, cũng là 3 cây châu rừng. Hàng không lỗi lá, đẹp miên man như vậy với giá em cũng chỉ 200.000 thôi. Và giá hình 11 có 2 cây này, 2 cây này em bán với giá 170 này. Hình 12 cũng là 3 cây ạ. 3 cây này cô chú anh chị này, cây bây giờ đang có những cây bây giờ đang nở hoa rồi. Đó, cái hình này 3 cây này em bán 220.000. Có một bông nở như thế này thôi mà rất là thơm luôn đấy cô chú anh chị. Nên là thảm nào em thấy là nhiều người ai chơi lan thì cũng gần như là đều có cho mình những giò lan gọi là chơi hoa đai châu để mà chơi hoa Tết ạ. Hình số 13, 3 cây. 3 cây này em bán với giá là 240.000. 240.000 cho 3 cây châu này. Và tiếp theo là một cái hình cáo duy nhất là hình 14. Là một cái hình dáng hương đuôi cáo duy nhất có tổng tất cả 8 cây cáo. Hàng căng tươi và đẹp như thế này, 8 cây cáo nhé, quý anh chị nhé. Và cái hình cáo này thì em xin phép được bán với giá là 130.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giò lan siêu nụ đẹp. Đây sẽ là cái giò một duy nhất, một giò giả Hawaii tím xưa. Cái giò này thì rất là tiếc là nó bị gãy, nếu mà không thì gãy một thân này. Còn sót lại một giò giả hạc Hawaii tím xưa chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhá. Chuẩn mặt bông cây giống, hàng đang chi chít là nụ như vậy. Nhà vườn người ta rất là trân trọng, trân quý những cái cây giả Hawaii tím xưa này. Hawaii tím thì có rất là nhiều nhưng mà để mà chuẩn Hawaii tím xưa là rất là ít của chú anh chị nhá. Cái giò này thì có 1 này, 2. Nói chung là có mấy thân đẹp đấy nhưng mà nó lại bị đang bị gập hai thân. Gọi là hai thân dài nhất đấy cô chú anh chị. Nói chung là cái hân giò này này em sẽ bán thanh lý. Cô chú anh chị vẫn thưởng hoa cũng như là làm giống bình thường thôi. Giò này em sẽ bán thanh lý luôn nhá, 150.000 đi ạ. 150.000 cho giò lan này. Đảm bảo cô chú anh chị vẫn được ngắm hoa bình thường, rất là nhiều thân hoa nụ luôn. Và vẫn lên mầm bình thường đây cô chú anh chị này. Đấy, chẳng qua là nó mất giá trị ở chỗ là nó bị gập gãy như thế này. Cô chú anh chị chơi lan thì biết rằng nó không có ảnh hưởng gì đến hoa cũng như là thân lá của nó cả, hoa cũng như là mầm của nó cả nhá. Sang bên này đây sẽ là một cái giò phi điệp cánh viền, tự dưng thì bị lẫn vào đây. Cái mặt phi điệp cánh viền ấy là một trong những cái mặt bông mà đi dự triển lãm được giải cực kỳ là cao. Một cái mặt bông cực đẹp cô chú anh chị nhá. Cái giò phi điệp cánh viền này hai thân rất là xinh, đang nụ cực xinh như vậy. Và ngoài ra thêm rất nhiều thân nhỏ nữa. Giò này em bán là 180.000 ạ. Và bên này đây sẽ là giò giả hạc Hawaii trắng xưa. Cũng vậy cô chú anh chị nhá. Đấy, cùng nhà vườn và người ta, nói chung là người ta rất là cẩn thận cho việc là giữ giống. Đây, giả Hawaii trắng xưa, xịn, chuẩn mặt đông cây giống. Cái giò này có 4 thân tơ đẹp như vậy này. Em bán cái giò này với giá là 200.000. 200.000 ở đây có 4 thân hoa rất là đẹp, rất là đều luôn. Mà cái thân này thì bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu nhá. Cô chú anh chị để ý giúp em. 4 thân căng mướt cực đẹp với giá chỉ 200.000. Tiếp theo là cái hàng này ấy, thì nó sẽ trắng một cách không tì vết. Và trắng xưa ấy, trắng thì rất nhiều nhưng mà để mà trắng xưa thì nó cũng không có, rất là khó mà kiếm được những cái giò trắng xưa chuẩn nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 18 ạ. Cũng là 4 thân hoa đều một cách tăm tắp luôn, đều dã man luôn đấy cô chú anh chị. Nhưng mà rất là tiếc là cái giò này cũng bị gập một cái thân ở đây. Đó, bị gãy một cái thân ở đây thì phải nói là cực tiếc luôn á. Cô chú anh chị về gắn lại thì vẫn chơi hoa bình thường thôi. Cái giò này em bán là 180 đây, cô chú anh chị này. Tiếp theo là hình số 19. Giò số 19 ở đây cũng vậy, có một cái thân này bị gãy. Đấy, em vẫn giữ để cô chú anh chị giữ lại, em không bỏ đi bởi vì mình vẫn chơi hoa bình thường mà. Đó, cô chú anh chị có thể bó nó lại để mình chơi hoa xong rồi bỏ sau cũng được nhá. Cái giò này thì đây, toàn bộ là 4 năm thân hoa như vậy. Giò này em bán với giá là 200.000. Là cho giò số 19 và giò 20, trắng xưa 20 đấy ạ. 1, 2, 3, 4 cái thân hoa đang nhú nụ. Cũng siêu đẹp luôn. Cái giò này em bán 210.000.
cho giò Hawaii trắng xưa hình số 20 ạ. Hình 21 em xin phép được đi nhanh hơn một chút xíu này. 21 này cũng là bốn cái thân hoa đang nụ. Đang nhú nụ. Thân này bị gãy cái đầu ngọn này một chút xíu. Hình này em bán là 190.000 thôi. Tiếp theo. Hình số 22, cái giò này này. Hai này, hai cái thân hoa to, siêu to và một cái thân hoa siêu đẹp như vậy. Đấy ạ. Cái giò này thì em bán với giá là 210.000. Cái thân hoa dài nhất, đẹp nhất này, nó phải dài gần khoảng tầm 1 mét rồi. Và riêng cái phần hoa của nó không chắc phải dài tầm 50cm ạ, 40-50cm gì đó ạ. Và tiếp theo là cái chậu số 23, cũng là trắng xưa này. Trắng xưa 23 đây cô chú anh chị, nụ đều tăm tắp siêu đẹp luôn. Cái giò này có 4 cái thân hoa, 5 cái thân hoa. Cái giò này em bán với giá là 220 nhá. Cái giò này cũng bị gãy hỏng cái đầu ngọn một chút xíu này. Em bán 220. Và tiếp theo cũng là trắng xưa. Trắng xưa, cái hình số trắng xưa hình này là hình 24 này, em gọi đây là hình 24. Nó có tất cả là đây, cũng có 3 4 cái thân hoa như vậy đấy ạ. Cái giò này em bán với giá là 180.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đây, thân căng và đang nụ rất là đẹp luôn. Đấy ạ, cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Và tiếp theo là giò số 25. 23 cái thân hoa. Tổng tất cả là 4 thân và có 2 thân hoa nó dài khoảng tầm 1 mét cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn như thế này. Hai thân này không cũng đủ một tác phẩm tuyệt vời rồi. Đấy ạ, mầm gốc thì cũng đang lên này, trắng xưa này. Cái giò này em bán với giá là 210.000 cho cái giò này đấy ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo là hình số 26. Cái giò số 26 đây, mầm gốc đang lên chi chít là mầm luôn đây. Và cây thì cũng đang nụ rất là tuyệt vời luôn ạ. Có 3 thân hoa đang nụ rất là tuyệt vời. Có một cái thân này cũng bị gập cái đầu ngọn một chút xíu. Ở cái giò này em xin phép được bán với giá là 230.000 cho giò này này. Siêu đẹp luôn. Và tiếp theo là cũng là cái giò trắng xưa. Trắng xưa số 27. 27 nhá. Cái giò này cũng có hai cái thân hoa siêu to khổng lồ, nụ đều tăm tắp. Như thân này chắc là nặng quá, nó hơi gập ở gốc này một chút xíu này. Cái giò này á thì em sẽ bán với giá chỉ có 170 thôi. Đấy, cô chú anh chị chơi lan thì biết rằng nó không hề có ảnh hưởng gì đây. Mầm vẫn lên, nụ vẫn cứ đều như thường ạ. Hình tiếp theo hình 28 là cũng lại là phi điệp cánh viền nhá. Phi điệp cánh viền. Như em nói rồi đấy ạ, một cái mặt bông mà đi dự triển lãm được giải vô cùng cao với mặt bông cực kỳ là xuất sắc của nó. Cái giò phi điệp cánh viền hình 28 em bán là 180.000. Phi điệp cánh viền hình 29, giò này em bán với giá là 170.000. Hai thân đang nụ cực đẹp. Hãy thưởng thức ngay hoa trong Tết này. Tiếp theo là hình số 30, cũng là phi điệp cánh viền. Cái giò này em bán là 180.000. Phi điệp cánh viền hình số 31 đây. Cái giò này, giò này em bán với giá là 170.000 cho cái giò phi điệp cánh viền 31. Cánh viền 32 cũng đang nụ chi chít là nụ đây. Rất là tuyệt vời luôn. Cái giò này em bán với giá là 180.000 cho giò này. Ba thân đang nụ rất đẹp. Tiếp theo là cái hình số 33 này. 33 này em bán cũng với giá là 180.000. Và hình số 34 cũng là phi điệp cánh viền, nụ chi chít nụ đây. Đấy, có vài nụ đang chi chít rất là đẹp luôn. Cái giò này em bán 180 này. Và bên này sẽ là dòng trầm sao thiên vương cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị không biết là nếu như cô chú anh chị tìm hiểu nhiều trang thì một thân trầm sao thiên vương nhiều nơi hàng đang nụ người ta phải bán từ 180 trở lên. Cái hàng này thì em phải nói là nó chưa có nhú nụ đâu ạ. Một cái mặt bông biến thiên rất là đẹp. Cái hình số 35 em bán một chậu một thân như vậy với giá là 120.000. Hình số 36 em cũng bán 120.000. Và hình số 37 cũng là một chậu một thân dài khoảng tầm trên 50cm luôn ạ. Rất là to và đẹp luôn. Chậu này em cũng bán là 150.000. À 120. Và hình số 38 cũng 120. Hình 39 là chậu 2 thân với giá là 140. Hình số 40 cũng với giá là 110.000. Này sẽ là những cây châu Thái này. Hình số 41, một cây châu Thái này đang có nụ với giá 100.000. Hình số 42 dạ, cây này châu Thái này cũng đang ba nụ này, 130 này. Hình châu Thái số 43 tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Hình này các em bán 180. Hình số 44 100.000 cho cây châu Thái 34 nụ này. Đó. Hình 45, đây là dòng giả hạc Hawaii tím cô chú anh chị nhá. Giả Hawaii tím và cũng không phải là giả Hawaii tím xưa. Đấy, em phải nói rõ cô chú anh chị như vậy. Và giả Hawaii tím thì cô chú anh chị chơi lan lâu thì cũng biết rồi, hoa của nó thì cũng không kém phần giá trị và cũng rất là thơm. Đấy, cái giò giả Hawaii tím xưa này cũng đang hai thân nụ chi chít như vậy này. À Hawaii tím nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 130 thôi. Và em nói là cái chậu này này có một cái thân này nó bị
Đây nó cũng nặng quá, nó cũng bị gập ở đây này. Nhưng mà mầm nó cũng đang lên rồi nhá, của chú ý chị nhá, nó không có ảnh hưởng gì đâu ạ. 130 cho chậu này, chậu 45, giá kawaii tím nhá. Hoa vô cùng là thơm luôn ạ. Tiếp theo là hình 46. Cái chậu này thì có 2 4 6 thân hoa luôn đấy ạ. Thân căng và đang nụ rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị. Đó. Vài giò này thì em cũng xin phép được bán với giá là 160.000. Và tiếp theo hình 47 là 3 thân hoa và cũng đang lên mầm đây. 3 thân hoa này đều nó dài khoảng tầm đến cả gần gần mét cho một thân đấy ạ. Cái giò này mầm gốc đang lên em bán với giá là 130 chứ. Tiếp theo hình 48 này. Giò này cực kỳ là sum xuê và nụ chi chít này cô chú anh chị này. Đang có vài thân đang nụ nhá. Rất là đẹp luôn. Hình này em bán là 150. Và hình tiếp theo hình 49 em bán là 160.000 đây. Có một thân nó phải dài khoảng tầm mét mét 2 mét 3 gì đấy. Và nụ của nó này cô chú anh chị nhìn này. Trời ơi, cái nụ của nó có khi từ đây trở lên có khi nó phải gần đến cả 5 60 cm cái thân nụ rồi ạ. Đây vài cái thân này đang nụ nữa này. Ngắm cũng rất là đã luôn, cái thân to và rất là đẹp như vậy. Hình này em bán là 160.000 nhá. Cái giò này này, 2 4 6 8 cái thân hoa ngắn dài luôn đấy ạ. Và tiếp theo là cái hình số 50, chưa bao giờ giá kawaii tím nó rẻ như thế. Và hình tiếp theo là hình hình này. Cái giò này cũng thế này. 2 4 6 cái thân hoa. Em bán với giá là 150.000 này, cũng có thân to đùng luôn, cũng đang nhú nụ. Và tiếp theo là cái hình số 51. 51 này 4 thân to đùng luôn đấy ạ. 4 thân to đùng luôn. Cái giò này em bán với giá là 140. Và hình tiếp theo, hình số 52 là 4 thân nụ đều tăm tắp nhé cô chú anh chị nhé. Đó, 4 thân này cực kỳ là nụ đều luôn. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn đấy ạ. Và cái giò này em xin phép bán 160.000 này. Bên này, hình số 53. 53 thì cũng 2 này, 4 này, 5 này, 6 cái thân hoa. Đấy, thân căng mướt rất là đẹp như thế này. Và cây này thì cũng đang bắt đầu là nhú nụ thôi này. Đang bắt đầu nứt nụ thôi cô chú anh chị nhá. Đấy, cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 150.000. Và tiếp theo thì 54. 54 này cô chú anh chị này, 54 này cũng đang có vài thân đang bắt đầu là nhú nụ rồi này. Đấy, cái dòng này thì cũng chỉ cần vài bông nở thôi là cực thơm rồi nhá, hoa tím ạ. Cái giò này em bán với giá là 140 ạ. Và tiếp theo giả hạc Pháp này. Một chậu rất là sum xuê luôn, 2 4. Đây một chậu giả hạc Pháp đẹp như vậy này, thân căng mướt luôn, cũng đang bắt đầu là nhú nụ. Đang bắt đầu là sưng mắt nụ. Với giò này thì em bán với giá 140. Tiếp theo là chậu số 56, em cũng bán 140 này, chi chít nụ này. Hoa tím lịm luôn này. Và hôm nay ạ, thì đợi chờ mãi, cuối cùng thì em cũng đã về một cái lô dao mới được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen và được làm từ cái nhíp xe ô tô nhá. Cô chú anh chị nhìn cái chất thép của nó. Chất thép được nhập làm từ nhíp xe ô tô ạ, nhập khẩu từ nước ngoài về nhá cô chú anh chị nhá. Cái làng nghề mà nổi tiếng chuyên làm ra những cái con dao phải nói là càng dùng càng sắc với cái chất liệu là tuyệt vời tốt nhất nhá cô chú anh chị này. Đó. Thì ở đây em có những cái con dao này này. Thứ nhất là con dao này là con dao tông chuyên chặt thái này. Đấy, gần đến Tết rồi cô chú anh chị sắm cho mình những cái con dao thật là tuyệt vời. Con dao tông nhé, cán gỗ cẩm chỉ. Đấy, chất thép đỏ au như vậy này cô chú anh chị này. Được rèn bằng phương pháp thủ công hoàn toàn. Và con này em bán với giá là 220.000 con dao tông này ạ. Và cũng là con dao chuyên chặt thái ạ. Cán gỗ cẩm chỉ, hoa văn rất là đẹp. Con này con chuyên chặt thái, em bán với giá là 220.000. Và con dao này cũng là con dao chuyên chặt thái và được đánh nhám hai bên. Con dao chuyên chặt thái đánh nhám hai bên với giá em bán là 260.000. Và con dao tiếp theo cũng là con mẫu con chuyên chặt thái đây. Nặng chịu tay luôn. Con này thì hoa văn rất là đẹp. Ồ, con này với con này cũng giống nhau. Em cũng bán với giá là con này hoa văn ở cái cán nó đẹp hơn. Con này em bán 280 nhé. Và cũng là con dao chuyên chặt thái này. Cái đuôi này. Cái đuôi này nó hơi vuốt cong như vậy này. Đó, cán gỗ cẩm chỉ. Con này em bán với giá là 220.000 ạ. Và tiếp theo cũng là một cái con dao chuyên thái lọc. Cán gỗ cẩm chỉ nhẹ tinh luôn, một cái loại thép được làm từ loại thép rất là tuyệt diệu luôn. Cái con này này chuyên thái lọc nhá, cán gỗ cẩm chỉ cực đẹp. Em bán 250.000 ạ. Cũng là con dao chuyên chặt thái. Nó đuôi nó không phải là bầu nhọn như con này. Con này bầu nhọn, con này thì cái đuôi nó hơi cong như vậy. Cái con này cũng là con dao được nhẹ
mỏng, nhẹ, đánh nhám hai bên, được làm ở cái chất liệu cao cấp tuyệt vời nhất. Em bán con này với giá cũng 250 này. Và đây cũng là cái con dao chuyên thái đấy ạ. Con dao chuyên thái sinh, cán gỗ cẩm chỉ, em bán là 160 ạ. Và một cái con dao này cũng là con dao chuyên chặt thái, con này là con truyền thống, bản truyền thống, cán sắt, với giá em bán 150. Con dao chuyên thái, cán sắt em cũng bán 140. Và bên này đây là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Trước tiên này em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là lạp sườn của nhà em làm, từ cái nguyên liệu đó là thịt lợn đen của làng nhá. Và được hun khô bằng cái thân cây mía ạ. Cực kỳ là thơm ngon, và 1 kg em bán với giá là 260.000. Và một túi như vậy thì như cái túi này cô chú anh chị dùng thử, em bán với giá là 0,3 kg sẽ là 80.000. Và cái túi này là túi 0,4 kg này với giá là 101 nhá. Và bên này sẽ là măng mầm này. À đây là măng lưỡi lợn chứ. Cô chú anh chị nhìn cái chất liệu này, nhìn cái sợi măng thì biết rồi, biết cái chất lượng nó ngon tuyệt hảo như thế nào rồi. Măng mầm một túi như vậy, một là 1 kg với giá là 240, miếng rong phe đén 200.000, 100.000 cho một túi 1 kg. Và bên này là nấm ngọc cẩu với giá là 1/2 kg. Một nửa kg như vậy với giá là 80.000 cho một túi 1/2 kg nấm ngọc cẩu khô và xin khô 100.000. Và bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Đình Cao Bằng ạ. Được trồng ở vùng núi Trà Đén với độ cao trên 1.000 m², có vị thơm, ngọt, rất là đặc trưng. Em bán với giá là 180.000 cho một túi 1/2 kg. Và bên này sẽ là cái túi mộc nhĩ rừng, 80.000 cho một túi mộc nhĩ rừng nửa cân. Và gia vị mát khén, một cái gia vị mà rất là thơm, em bán 30.000 cho một lạng. Và bên này sẽ là rễ mộ tần với giá 120 cho một túi 1 kg. Táo mèo khô 100.000, hoàng tinh 200, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190 nhé. Bên này em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng là 50.000 trong kg. Và bên này sẽ là các chế phẩm dành cho hoa lan, atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ là 60.000, dưỡng chất AB với giá 85.000 trong một lọ, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, siêu da rễ N3M 30.000 cho một lọ này. Và liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đi đâu rồi. Đó, hôm nay lại quên mất không nhớ mang ra cái ba loại phân bón thông minh ra rồi. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là đây rồi. Với giá là 30.000 cho một lọ nhé. Ba loại phân bón lá cũng dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Cắt tan đặc trị thô nhũn với giá là 35.000 cho một lọ. Và ở đây là Super 2, cái hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ này. Thuốc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Kinkin Boom cũng là đặc trị thô nhũn này, với giá 25.000 cho một gói nhé. Chicho Dema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Một hộp 1 kg với giá là 130.000. Và phân bón dạng túi lọc giá 35.000 cho một hộp 20 túi lọc bên trong. Dây bục lan chiều dài 100m của dao cắt kèm theo ạ, với giá là 35.000 cho một cuộn này. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Và bên này là sản phẩm mà được sản xuất ở địa phương, được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một cái sản phẩm mà cung cấp giá trị dinh dưỡng một cách tối đa tuyệt vời nhất cho cây trồng, cũng như là hạn chế nấm bệnh tối đa nhất ạ. Với giá em bán là một túi như vậy với giá chỉ 35.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sử dụng để mà trộn với cả giá thể cũng như là bón một cách thoải mái. Nó sẽ cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu nhất cũng như là hạn chế nấm bệnh tối đa, không làm đen đầu rễ mà giúp cây phát triển tuyệt vời. Hiện tại thì rất là nhiều người ta đã tin và sử dụng sản phẩm chỉ có 35.000. Em dám khẳng định rằng không kém cạnh bất kỳ một cái sản phẩm thương hiệu cao cấp nào đâu ạ. Giá thì vô cùng rẻ so với chất lượng của nó luôn. Bên này em có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị, bất kỳ cô chú anh chị nào đều sẽ có một cái cảm giác thư giãn vô cùng là dễ chịu luôn. Và cô chú anh chị biết rằng cái sản phẩm, cái cánh hoa hồi người ta có thể sử dụng để làm cho vào món ăn, tạo hương vị cũng như là tạo độ ngọt, và có rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời đối với lại sức khỏe. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm, rất là lành tính, giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.